Vụ 3 người trong một gia đình tử vong ở Phú Yên, nghi phạm khai gì? Sau khi bị bắt giữ, Đoàn Minh Hải sinh năm 1988 đã có khai báo chi tiết về nguyên nhân dẫn tới vụ sát hại 3 người ở tỉnh Phú Yên. Tối 29 tháng 5, Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên cho biết, lực lượng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với lực lượng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt được Đoàn Minh Hải sinh năm 1988, nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ cũ ở phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, Phú Yên, theo nhân dân. Tại trụ sở Cục Cảnh sát hình sự C02 Bộ Công an, Đoàn Minh Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hải khai năm 2018 quen biết và kết hôn với chị NTD sinh năm 1994. Sau khi lấy nhau, Hải và vợ sinh sống ở gần cha mẹ vợ khoảng 400 m ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong thời gian này, Hải làm nghề thợ hồ ở địa phương. Khoảng 1 năm, vợ Hải sinh được cháu V sinh năm 2019. Quá trình sinh sống với vợ, Hải khai không hề mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, Hải lại nảy sinh mâu thuẫn với cha mẹ vợ là ông NC sinh năm 1962, bà LTL sinh năm 1964 vợ ông C và anh NH sinh năm 1999 cùng ngụ tỉnh Phú Yên là em trai của vợ. Sau khi vợ sinh được vài tháng thì Hải và chị D ly hôn, chị D mang con về nhà cha mẹ vợ sinh sống. Nhiều lần Hải sang tìm con nhưng gia đình vợ cũ không cho gặp con. Chính vì thế Hải bức xúc nảy sinh ý định giết cha mẹ vợ và em trai. Trưa 28 tháng 5, Hải mang theo búa dao đi từ nhà tới nhà cha vợ với mục đích nếu gặp cha mẹ vợ và em trai của vợ thì sẽ ra tay. Lúc này trong căn nhà chỉ có vợ chồng ông C, bà L cùng chị D và cháu V. Hải tới ngồi trước cửa nhà và vợ chồng ông C, bà L cũng không hỏi han gì Hải. Lúc này Hải tay cầm búa chạy thẳng vào nhà đánh vào đầu ông C khiến ông này gục tại chỗ. Bà L cùng chị D chạy lên hô hoán thì Hải dùng búa đánh vào đầu cả hai. Gây án xong, Hải lấy dao đâm nhiều nhát vào vợ chồng ông C, bà L và chị D dẫn tới tử vong. Hải ôm con gái là cháu V đi về nhà của mình. Sau đó Hải tiếp tục quay trở lại căn nhà vợ để nhìn mặt vợ lần cuối. Hải định đi tìm anh Hát để ra tay nhưng nghe tin người này đang đi làm ở xa. Đến 3 giờ 30 cùng ngày, Hải chạy xe máy từ tỉnh Phú Yên vào thành phố Hồ Chí Minh. Đến 1 giờ ngày 29 tháng 5, Hải tới thành phố Hồ Chí Minh dừng ở quán ăn sáng uống cà phê. Sau vài giờ, Hải tự chạy xe máy tới nhà bạn ở đường Liên Khu 45, quận Bình Tân. Đến 17 giờ 45, Hải lấy xe máy chạy ra quốc lộ 1A, quận 12 thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Sau đó Hải được di lý về trụ sở cục C02, Bộ Công an phía Nam lấy lời khai. Hải dự tính trong sáng sớm 30 tháng 5 sẽ bỏ trốn sang Campuchia. Qua xác minh, lực lượng chức năng cho biết Hải từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, theo Dân Việt. Hiện lực lượng công an truy ra đang di lý nghi phạm gây ra vụ thảm án về Phú Yên để phục vụ công tác điều tra.